Đâu? Về. Mẹ đã bảo. Mẹ nào? Mẹ điên à? Mẹ nào? Hả? Trai em tìm người còn những người yêu. Xin chào tất cả mọi người, mình Thảo đây. Hôm nay mình có lúc nãy mình có nhờ Chiến là đi mua bim bim cho mình, nhưng mà tại nó đi lâu quá nên mình chơi trò chơi nó anh em ạ. Hôm nay đây là bạn mình, giới thiệu mọi người, đây là bạn mình nhá, tên là Quang nhá. Thì mình nhờ nó ra đây để quay video của mình để chơi thằng Chiến. Đây là, hôm nay mình sẽ chơi nó là giới thiệu người mới nha anh em ạ. Xem là giới thiệu người mới xem là phản ứng của nó có khác không anh em ạ. Thế bây giờ mình sẽ đi đặt các máy quay để đợi nó nhá. Được quá. Đây. Ok, bây giờ mình đã đặt các máy quay cho mình nha anh em nha. Bây giờ đợi nó đến thôi. Quay rồi. Ai có tổ ạ? Ok, cho Trần xin vài phút Trần giới thiệu cho các bạn là một cái shop bán hàng cực kỳ uy tín anh em nhá. Shop này là tên là tài khoản Nguyên Quân .vn đúng không? Đây, tài khoản Nguyên Quân chấm đúng là đây, một cái shop bán ad Nguyên Quân cực kỳ uy tín và hấp dẫn anh em nhá. Rất là nhiều đây có rất là nhiều báo cáo này, cũng từng giới thiệu cái app này này. Bây giờ mình sẽ đăng nhập bằng cách đăng nhập vào Facebook được nhá các bạn nhá. Bây giờ mình đăng nhập Facebook này. Đấy, đây là Facebook của Thảo luôn đi. Ok, đấy, tiếp tục này. Ok. Đấy, bây giờ mình có rất là nhiều nick VIP này. Đấy, rất là nhiều nick. Bây giờ mình hướng dẫn Chiến sẽ hướng dẫn các bạn làm thẻ nhá. Ok, bây giờ làm thẻ đây. Các bạn ấn Viettel Mobile Phone này, Galena Mobile Phone này. Đấy, các bạn Viettel thì các bạn đấy nhớ giá trị này. Đấy, nạp thẻ vào để mua áp mình quên các bạn nhá. Số seri này, mã nạp thẻ này. Các bạn ấn nạp thẻ nhá. Ok nhá các bạn nhá. Đấy thì rất là nhiều là có thử vận may 9k này, chỉ cần vận 9k các bạn chỉ cần 9.000 đồng các bạn thử và quay các được có thể được các app VIP luôn các bạn nhá. Đấy, thử vận may 18k, thử vận may 30k, thử vận may 70k này và thử vận may liên minh luôn. Đấy. Các bạn mua tướng thì các bạn tìm có muốn thích danh gì cũng có luôn nhá. Đấy, đồng loạt toàn là bạc đoàn này đấy, cái kim cũng các thủ thay đấu có hết các bạn nhá. Đấy, thì theo giá này các bạn muốn giá từ 50k trở lên này, 50k đến 100k, 100k đến 500k và 1 triệu trở lên cũng có luôn nhá. Đấy. Nghĩa là nhiều tướng hay là không hay là nhiều trang phục này. Đấy, các bạn muốn tướng gì thì các bạn nhập vào đây này. Hay trang phục gì các bạn ấn vào đây. Đấy, rất là nhiều. Đấy luôn nha các bạn nhá. Đây thì giới thiệu các bạn là thì các bạn hãy nhấn tài khoản Lê Quân.vn. Đấy để các bạn vào mua những cái nick VIP cực VIP để chơi và solo với các bạn bè anh em nhá. Ok thì bây giờ Chiến mời tất cả mọi người xem video của Chiến nhá. Thôi pin đâu. Chị quá. Ôi giời ơi. Cái trận thắng này cái gì nữa. Thôi kêu em bạn ơi. Con đi ra. Đi đi. Gọi đi em, không có mồm à? Không có. Chưa. Chưa. Đợi mày đi mua bim hoặc cái con. Tự động ra không? Đấy. Kệ mày. Chắc ai nhờ được cái gì? Về được thì tao dành luôn. Nhớ đi. Đưa ấm đi. Nhớ với tao. Không. Không nhớ, không nhớ. Không. Tao nhớ chỉ mình đây người này. Nhớ gì vậy người này? Tao không nhớ. Thế có thể mua bánh bim bim phun lên. Nhưng mà nếu anh như quán tạp hóa mua là hát đừng động đi tại tao. Tí nào. Có tính nhỉ? Tháng à? Còn mùi do mùi đậu sao tao tí nào đi nhở tí nào tí này
miễn phí nào. Cô thích tẩm đủ con khẩu. Con khẩu hả như cô? Được à? Thế sao không biết? Con khẩu đấy gì? Mày cũng như người hay phải đổi không? 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 Mày cũng như Thôi, ai mà đi mua bim
phim lâu quá thì vào đây ngồi nào hả? Ôi đủ có mày à? Nào vào đây ngồi. Cẳng thế cũng biết. Tớ mới đại gì bây giờ, biết giờ mình đi nào. Đi học, đi đùa không? Ôi. Đây là một video của Thảo mình bị chấn thương. Đấm như thế này rồi. Căng đấy. Nhưng mà khi mình trôn đạo lên. Mình trôn thế à? À sao mình đi vô cùng mình xin nghe như thế nhá. Tao đéo mùa đi không? Chị ơi. Chị ơi sao mày kéo mày vô nhau thật đấy. Tiền ở đây bạn học của lớp mày. Gì? Nói hay đây là gì đó? Chiến căng quá, gắt quá. Tắt ngay mày quay, vẫn mày quay luôn. Anh xem mày ngủ, em bảo. Bảo cái gì bảo? Xem mày ngủ thôi. Kính nhỉ? Đánh con nhà người ta kinh đấy. Nhưng mà vị nào thì tao không biết đâu ấy, tao không đê được đâu. Đâu vui đâu, mà quay. Bỏ anh này quay đi. Ơ không, không, không. Bỏ anh này quay đi. Gì mà gắt. Mày hiểu ạ? Mày phải đấm. Mày đấm con mà người ta ấy. Mày muốn nó như nào tao không đê được đâu. Tại mày chứ tại ai? Nó có trái cưng của mẹ nó đấy. Ờ, trái cưng của mẹ nó đấy. Ừ. Thôi anh em ạ. Gì? Im rồi. Nó, thế nó đi cho chơi đi bạn chơi bia nhá. Giao để uống bia tao đi chơi gà. Ờ cũng được thôi anh em, bây giờ là mình đã chôn thằng kia trên Phú Quốc này. Thế không có lại à, không bố láo chị à. Đấm nơi đấy. Thôi bây giờ mình đã chôn nó thành công rồi anh em. Bây giờ mình chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn đi xem sau nhá. Ấy dạ. Chào mọi người đi. Tao không quay thôi. Thôi à thôi. Mặt mày nhá, chó. Vâng, thôi chào mọi người đây.